theo Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, vụ đông xuân 2014-2015 đã xuống giống gần 1,6 triệu hecta, trong đó có hơn 1,1 triệu hecta đang trong giai đoạn đồng trổ đến chín. Một trong những đối tượng dịch hại đáng chú ý trên các trà lúa đông xuân là bệnh đạo ôn lá. Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương trong vùng, tuần qua đã ghi nhận trên 37.000 hecta lúa bị nhiễm bệnh. Tỷ lệ bệnh phổ biến là từ 5 cho đến 15%, có nơi cao trên 20% với diện tích gần 840 hecta. Về bệnh đạo ôn cổ bông, trong tuần qua toàn khu vực ghi nhận có gần 6.500 hecta bị nhiễm bệnh, tăng hơn 1.000 hecta so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 3 đến 5%, nơi cao trên 10%. Theo nhiều bà con nông dân thì bệnh đạo ôn năm nay diễn biến có nhiều điểm khác biệt hơn so cùng kỳ nhiều năm. Cái bệnh mà đạo ôn thì nó không thấy biểu hiện như mấy năm trước. Như mấy năm trước thì trước khi mà cái bà con mình phát hiện bệnh đạo ôn là cái vết lá nó có cái vết chấm kim. Cho nên bà con đi thăm đồng thường xuyên là nhận xét là rất là dễ biết. Còn năm nay thì cái bệnh đạo ôn nó đi đâu với cái vi khuẩn. Cho nên là bà con như anh em trong câu lạc bộ chúng tôi thì đi ra thăm đồng thường xuyên. Nhưng mà vẫn thấy lúa nó tốt tới chừng mà mình phát hiện được có một vài chỗ nó lớm đớm á, thì là mình tiến hành để phun thuốc, nhưng mà không ngờ đó là mình đã xử lý cái mầm bệnh nó trễ rồi, cho nên nó gây ảnh hưởng cái thiệt hại cho mà cái trà lúa mình sản xuất. Về các loại côn trùng gây hại thì rầy nâu và sâu cuốn lá nhỏ vẫn là đối tượng được sự quan tâm nhiều của bà con nông dân. Số liệu tổng hợp từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam cho thấy, tuần qua ghi nhận có 13.500 hecta lúa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, diện tích nhiễm có xu hướng tăng hơn tuần trước đó. Mật số sâu phổ biến từ 15 đến 25 con trên 1 mét vuông. Tuy trong tuần, diện tích nhiễm rầy nâu giảm hơn 13.000 hecta so với tuần trước đó, nhưng toàn vùng vẫn còn gần 30.000 hecta nhiễm rầy. Mật số rầy nâu trên đồng phổ biến từ 1.500 đến 2.000 con trên 1 mét vuông, nơi cao trên 3.000 con trên 1 mét vuông. Dự báo trong tuần tới, rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi năm đến trưởng thành. Trong cái lúc mà lúa chỗ nó sắp đều này, tụi tôi sợ nhất là cái bệnh trái bị lá, rồi rầy. Thành ra tụi tôi thường xuyên thăm đồng, coi như cách nhau không quá 3 ngày. Đây tới Tết thì đây tới thu hoạch, thì ngại cái rầy. Chứ bây giờ thì xử lý đồng ruộng sạch đẹp lắm rồi, còn sợ rầy nữa. Rầy có nghĩa là mình bây giờ mình quýnh hết bệnh rồi. Còn được rầy nữa có nghĩa là mình phải thủ, khi nào mình thấy nó xuất hiện thì mình trị nó liền. Sơ hở là sụp, nếu mà không đủ nước hoặc là không có mà dấp lối gì nữa hay là nó phải chỗ nóc . Ngành chức năng dự báo những ngày trước và trong Tết Nguyên đán, thời tiết sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời se lạnh là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển trên lúa. Ngoài ra cần lưu ý bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt và chuột ở giai đoạn đồng trổ chín. Chính vì vậy, dù tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, nhưng bà con nông dân cũng cần tăng cường các giải pháp kiểm soát dịch hại, bảo vệ thành quả sản xuất ở vụ lúa được xem là quan trọng nhất trong năm này. Kính chào bà con, chào quý khán giả, chúng ta cũng đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Thưa quý khán giả cùng bà con, qua đoạn phóng sự vừa rồi thì cũng cho chúng ta thấy rõ là những cái nỗi băn khoăn lo lắng của bà con nông dân đối với ruộng lúa của mình trong thời gian cận Tết, và đặc biệt là đối với những trà lúa trong giai đoạn đồng trổ. Thời tiết ban ngày thì nắng nóng, ban đêm thì nhiệt độ xuống thấp và sáng sớm thì có sương mù. Đây là điều kiện rất là thuận lợi để cho một số những cái loại bệnh hại nó phát triển và gây hại trên ruộng lúa của bà con. Chính vì vậy mà chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 40 của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thực hiện với chủ đề quản lý sâu bệnh hại lúa thời gian Tết. Mong rằng là qua chương trình này rồi cũng sẽ giúp cho bà con nông dân có thêm được những cái giải pháp bổ ích để bà con có thể ứng dụng và quản lý ruộng lúa của mình trong cái thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay, gồm có Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim, nguyên giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ; Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, nguyên giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ;
Và cũng như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng có mời một nhóm nông dân gồm có 4 người. Thứ nhất là chú Lê Văn Chữ ở Cai Lậy Tiền Giang. Thứ hai là chú Trương Văn Hạnh cũng ở Cai Lậy Tiền Giang. Thứ ba là chú anh Trần Thiếp Điền ở Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ. Và thứ tư là chú Tại Văn Quận ở Cai Lậy Tiền Giang. Và đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật công ty Tân Thành. Để đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có một vấn đề đầu tiên muốn lắng nghe ý kiến chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim, theo kinh nghiệm của phó giáo sư thì cái tình hình thời tiết những ngày gần đây sẽ thích hợp cho những cái đối tượng bệnh hại nào, nó phát triển có thể gây hại lúa trên diện rộng? Thưa bà con, thưa các bạn xem đài, thì trước Tết này đó thì bà con mình cần phải quan tâm tới cái đạo ôn. Mà đạo ôn á, ở giai đoạn từ đồng trổ thì là đạo ôn cổ lá là cực kỳ quan trọng, bà con mình cần phải quan tâm. Rồi tới khi lúa trổ trở về sau thì đạo ôn cổ bông, rồi đạo ôn nhánh vé, rồi đạo ôn cuốn hạt. Vì đây là cái thời tiết rất thuận lợi cho cái bệnh đạo ôn phát triển trên khắp cây lúa. Sau cái bệnh đạo ôn thì chúng ta cũng cần phải coi chừng cái bệnh lép già. Trời ẩm như thế này, sáng ra chúng ta thấy là sương đọng rất là nhiều trên lá lúa, thì đó là cái điều kiện rất thích hợp để cho cái vi khuẩn bệnh lép vàng nó gây hại. Rồi các cái bệnh lép lép do nấm nó gây hại ở trên hạt cũng rất là thuận lợi để cho nó phát triển. Và một bệnh mà rất là quan trọng nữa mà bà con mình cần phải quan tâm, đó là bệnh trái bìa lá lúa. Cái bệnh này thì nó có thể xuất hiện trong giai đoạn đồng trổ, rồi từ đó đổ về sau thì càng ngày bệnh càng nặng. Và nếu mà chúng ta can thiệp không đúng cách hoặc là không có can thiệp thì cho tới khi trước khi lúa thu hoạch thì toàn bộ lá lúa, ruộng lúa chúng ta đều bị cháy khô hết. Do đó là thất thu cũng rất là quan trọng, thành ra bà con mình cần quan tâm. Đó là những cái bệnh hại mà phó giáo sư vừa chia sẻ. Nhưng mà không biết là đối với những cái côn trùng gây hại cho lúa thì bà con nông dân quan tâm nhất là những đối tượng nào? Kính thưa diễn giả, thì theo kinh nghiệm thì nông dân chúng tôi thì nói chung thì sản xuất cái vụ lúa đông xuân 2015 thì cái thời tiết nó bất thường như vậy, thì trong cái đợt Tết thì nói chung thì bà con tôi đây phải nói là lo lắng nhất, đó là bây giờ trong cái thời điểm này thì lúa là 70 ngày tuổi rồi, thì chỉ lo nhất là cái con gầy nâu và con sâu cuốn lá. Bởi vì trong cái đợt này là lúa nó trổ đều như vậy thì nếu mà không có biện pháp vì mình thăm đồng chăm sóc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất của cái vụ lúa của cái vụ đông xuân. Vâng, vậy là chú cũng quan tâm đến gầy nâu rồi sâu cuốn lá phải không ạ? Vâng, xin hỏi chú Hạnh là với những cái đối tượng mà mình quan tâm như vậy thì xin hỏi đối với con rầy nâu thôi thì chú phải có cái giải pháp đối phó như thế nào để mình an tâm ăn Tết đây? Kính thưa các nhà diễn giả, thì đúng ra cái hiện nay thì bà con nông dân chúng ta để chuẩn bị ăn Tết trước và sau Tết thì phải thường xuyên chăm sóc về cây lúa. Đối tượng thì hiện nay thì cái thời tiết nó bất thường, do vậy thì bà con nông dân phải nên thường xuyên là thăm đồng để mà quản lý được cái gầy nâu, do vậy để cho bà con chúng ta để an tâm ăn Tết. Nếu mà cái trong cái gầy nâu này mà bà con nông dân chúng ta mà vui trong cái xuân Tết đó, mà không quan tâm đến gì cây lúa thì có thể bị là cháy gầy. Giờ xin hết vậy ha, rồi cũng như là thường xuyên thăm đồng phải không ạ? Vâng. Đó là đối tượng rầy nâu. Còn đối với sâu cuốn lá nhỏ, chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến chia sẻ của nông dân Điền đến từ Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ. Thì con sâu cuốn lá và cũng gây hại không nhỏ đối với cây lúa. Nếu như cái giai đoạn cây con sâu cuốn lá mà gây hại vào cái giai đoạn từ đồng tới chỗ mà gây hại nặng, có thể năng suất có thể thiệt hại lên tới 30% trở lên. Nếu như tình hình sâu cuốn lá mà thành dịch ở một cái địa phương nào đó thì bản thân mình thấy là nên chú ý để mà phun trừ con sâu cuốn lá này, thì mình nên chú ý phun theo đúng cái nguyên tắc 4 đúng. Mình phải phun đầu tiên phải phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát để bảo đảm hiệu quả nó cao hơn.
lúc mình cũng đừng nên tăng liều thuốc. Nông dân mình thì thường có cái quan niệm tăng liều thì con sâu nó dễ chết hơn. Nhưng mà nếu làm kiểu đó vô tình này nó tạo con sâu có tính kháng thuốc rồi, mình sau này mình trị rất khó. Có nhiều ý kiến để trao đổi xin hết. Dạ, anh Điền nói giống như là nhà khoa học nói hôm trước nay mình nghe vậy đó. Mà anh làm có y chang vậy luôn không ạ? Đó là cũng kinh nghiệm của những năm nay mình đúc kết được rồi. Vậy mà lúa mình trúng không cái đã? Thì năng suất thì cũng báo, cũng năm cũng hết rồi, cũng báo cái đây có những diễn giả rồi, cô Phong MC xinh đẹp của cô Đức Trăng là với những bác nông dân ở đây thì năm rồi năng suất lúa của mình đã đầu vụ đông xuân rồi đạt 10 tấn hecta. Tốt, dạ. Xin cảm ơn anh Điền. Với những ý kiến của bà con nói về cái cách quản lý đối phó với rầy nâu cũng như là sâu cuốn lá nhỏ trong cái dịp Tết Nguyên Đán này, thì chúng tôi muốn được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh nhận xét hai ý kiến của bà con nông dân vừa rồi. Dạ, thưa bà con, qua nhận xét của anh Chữ với là anh Điền thì đúng là hai cái đối tượng mà chúng ta rất là lo khi cây lúa đồng trổ trong cái thời gian Tết và xuyên qua Tết. Thì cái thời gian đó là chúng ta thấy cây lúa nó ở cái giai đoạn là rất dày đặc và ban đêm thì có sương, cho nên vì vậy ở phía dưới cây lúa cái điều kiện rất là thích hợp cho rầy nâu nó phát triển. Cho nên nếu mà chúng ta không đi thăm đồng như là anh Chữ đã nói, chúng ta phải đi thăm đồng cho tốt. Bởi vì nếu mà chúng ta không thăm đồng hoặc là đứng trên bờ mà dòm thì con rầy nâu gọi là nó trổ nóc lúc nào cũng hay. Mình sợ chuyện đó đó. Và đã có nhiều năm qua cái dịp Tết thì con rầy nâu nó phát triển như vậy. Và hiện nay những cái giống lúa chúng ta đều có khả năng kháng rầy trung bình thôi. Cho nên vì vậy mà cái cây lúa rất là dễ tạo điều kiện cho con rầy nâu phát triển. Và chúng ta biết lúc này thì cái con rầy nâu nó phát sinh ở những cái vùng lúa mùa đó. Lúa mùa ở phía trên, thí dụ như là Cần Duộc, Long An đó, chúng ta người ta có lúa nàng thơm chợ đào á, lúa mùa không có rên kháng rầy. Cho nên bây giờ lúa đó trổ chín rồi thì con rầy nâu nó không có thức ăn nữa, ban đêm nó bốc lên nó bài. Và gió lúc này là gió gì? Gió mùa đông bắc hay là gió bắc, thấy không? Từ phía trên nó đổ xuống dưới này, cho nên con rầy chỉ cần bốc lên cao là có gió đó, nó cứ đập cánh về là gió nó sẽ đưa xuống ở phía dưới. Cho nên nếu mà nó bốc lên vào khoảng 6-7 giờ tối thì 8-9-10 giờ, 11 giờ ở xa hay gần là nó sẽ xuống với mình. Cho nên gặp lúa mình mà đang ở giai đoạn đồng trổ là rất thích hợp cho nó. Cho nên bà con nên chú ý. Rất cảm ơn ý kiến của anh Chữ, rất là ý kiến chúng tôi. Của anh Điền thường nói hay quá. Cho nên bây giờ chỉ nhắc lại những cái điều anh làm. Hình như là cái chỗ anh đó là người ta sản xuất theo cái mô hình Global Gap, hay là cho nên cái sản phẩm bán ra đều được mua hết. Cho nên cái điều đó mà nông dân làm đồng loạt cả một cái diện tích rất là quan trọng. Cho nên con sâu cuốn lá cũng vậy. Khi mà cây lúa đồng trổ thì cái lá cờ với lại cái lá phía dưới đó, 3-4 cái lá kèm theo cái lá cờ là cái hoạt động quang tổng hợp nó rất mạnh, rất xanh. Và nông dân mình cũng nuôi những cái lá đó cho nó thật tốt. Cho nên vì vậy con sâu cuốn lá nó cũng rất thích những cái lá đó. Bởi vì nó cuốn lại và nó ăn cái lớp phía xanh ở mặt trên cái lá. Do đó mà cái nên chú ý, bởi vì cái điều kiện hiện nay chúng ta làm 3-4 vụ liên tiếp, cho nên lúc nào, có thể nói trong năm lúc nào cũng có lá xanh cho sâu cuốn lá nó ăn. Do đó sâu cuốn lá bây giờ cũng là đối tượng rất là quan trọng, cũng như là rầy nâu chứ không phải không. Cho nên chúng ta nên chú ý theo dõi nó, và bà con nên chú ý theo dõi con sâu cuốn lá khi thấy có bướm, tức là nó sắp sửa đẻ trứng, cho nên có bướm mình khoan hết xịt ha. Chờ 5-7 ngày sau trứng nó nở ra và nó cuốn từ cái đầu lá nhỏ nhỏ thì lúc đó chúng ta xịt và chúng ta dùng theo kiểu bốn đúng. Chắc có lẽ bà con biết bốn đúng là gì thì lát nữa mình có dịp mình sẽ nói lại, bởi vì nghe nó dễ chứ thật ra nó không dễ đâu. Đúng thuốc rồi, đúng cái lúc mà xịt đó, đúng cái liều lượng, đừng quá cao đừng quá thấp, và đúng cái cách phun thế nào mà trị được sâu cuốn lá. Mình nhớ chú ý. Cho nên nếu mà chúng ta làm được những cái đó thì tôi hy vọng rằng cái hai cái đối tượng rầy nâu sâu cuốn lá chúng ta có thể khống chế được. Và trong lúc vui xuân dĩ nhiên là cũng đừng quên thăm đồng, và thăm đồng phải thăm đúng cách chứ không phải là chỉ thăm cho có lệ, thì chúng ta sẽ bảo đảm được cái lúa đồng xuân chúng ta tốt. Chúc bà con thành công. Thạc sĩ Trân có cái ý kiến gì để chia sẻ thêm thông tin không ạ?
Bên cạnh những cái điều nãy giờ bà con lo lắng thì trên thực tế ở vụ đông xuân này ở ngoài đồng ruộng thì tôi nhận thấy rằng bà con đã không nhắc đến một cái đối tượng côn trùng nguy hại nữa, đó là cái con muỗi hành. Thay vì hồi vụ hè thu 2014 thì bà con rất là lo sợ và khi mà đã bị xảy ra rồi thì lúng túng, nhưng mà đúng là chúng ta thấy là đặng cái này thì mất cái kia, vụ này thời tiết có hơi bất lợi và chúng ta đang lo canh cánh cái bệnh thì chúng ta lại đỡ ngại cái chuyện là cái con muỗi hành. Lý do là thời tiết chưa có, coi như là không phù hợp để nó phát triển. Như vậy thì một lần nữa tôi muốn nhắc bà con là đối với sâu rầy thì chúng ta không có phun ngừa, không có phun ngừa. Một mặt là vì chúng ta không thấy nó thì chúng ta phun là lãng phí. Mặt thứ hai nữa là nếu phun mà cái mật số của sâu rầy quá ít thì vô tình là chúng ta đã giết hại thiên địch và tạo cái tính kháng cho những cái con mà sâu rầy này nó ngày càng nó mạnh hơn. Do đó mà bà con có thể là chủ động để chúng ta thăm đồng và chỉ phun xịt trừ cái đối tượng sâu rầy khi nào mà đến ngưỡng. Dân xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Thưa quý khán giả, kính thưa bà con, chúng tôi muốn trở lại cái ý kiến lúc nãy mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim cũng có chia sẻ với chúng ta về những cái đối tượng bệnh hại. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng là trong cái điều kiện thời tiết cận Tết như hiện nay đó thì rất là, đó là cái điều kiện rất là thuận lợi để cho các cái bệnh như là đạo ôn hay là bệnh trái bì lá nó phát triển mạnh, và đặc biệt là đối với những cái trà lúa gọi là trong giai đoạn đồng trổ. Phóng sự ngay sau đây sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về thực trạng này. Thực tế đồng ruộng cho thấy các tác nhân vi khuẩn gây hại trên lúa xuất hiện ngày càng rất phổ biến. Đối tượng được bà con nông dân đặc biệt quan tâm là bệnh trái bì lá, hay nhiều nơi còn gọi là bạc lá. Những năm gần đây, bệnh đang có chiều hướng gia tăng nhanh về diện tích nhiễm cũng như mức độ thiệt hại. Nếu như trước kia, bệnh thường phát triển nhiều ở những vụ mùa có nhiều mưa, thì hiện nay, ngay trong vụ đông xuân, bệnh vẫn có thể gây thiệt hại nặng cho cây lúa. Theo như tôi thấy, bệnh trái bì lá này nó nằm nhiều nhất là ở chỗ dư phân, chỗ lúa xanh, hoặc là nó nằm ở cái đầu của cái ngọn gió. Nếu mà mình không thăm đồng thường xuyên thì đôi khi mình trả tay không kịp. Cái lá đồng nó bị trái gì phân nửa hoặc hai phần thì làm cho cây lúa mình nó không có hấp thu được cái chất đường để mà nuôi cái bông. Thành ra cái trong cái bông lúa mình nó bị lép hoặc bị lừng đi. Bệnh trái bì lá có thể tấn công nhiều giống lúa khác nhau, nhưng gây hại nặng nhất là trên các giống lúa thơm. Những chỗ được bón nhiều phân đạm, cây lúa phát triển lá mạnh thì bệnh có xu hướng phát triển sớm và gây hại nặng hơn.